Cầu Vĩnh Phú, cây cầu bắc qua sông Lô nối huyện sông Lô với thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ sẽ được khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng đúng vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thỏa lòng ước mong từ bao đời nay của nhân dân hai bên bờ sông Lô. Thưa quý vị và các bạn, những chuyến phà đưa người dân từ huyện sông Lô sang thành phố Việt Trì sắp hoàn thành sứ mệnh của mình khi mà vào dịp mùng 2 tháng 9 tới đây thì cầu Vĩnh Phú sẽ được khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Đây là cái niềm mong mỏi rất là lớn của người dân hai bờ sông Lô khi mà cầu này khánh thành sẽ mở ra cái triển vọng rất lớn trong việc hợp tác phát triển kinh tế xã hội cũng như là thắt chặt cái tình đoàn kết hữu nghị giữa hai bờ sông Lô. Những chuyến phà chở khách qua dòng sông Lô sắp hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình khi cầu Vĩnh Phú được thông xe trong niềm hân hoan đón chờ của người dân đôi bờ sông. Cái việc khánh thành cầu Vĩnh Phú này là một cái niềm vui rất lớn không chỉ đối với cá nhân tôi mà toàn thể bà con nhân dân giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ, giúp ngắn cái việc đi lại cũng như là những cái khó khăn vất vả, đặc biệt là trong cái mùa mưa lũ. Khi mà có cây cầu mới này thì mình cảm thấy rất là vui và mình mong chờ cây cầu này rất là lâu rồi. Và mình hy vọng là cây cầu mới này sẽ giúp mọi người dân đi lại thuận tiện hơn và giúp kinh tế hai bên phát triển hơn. Cầu Vĩnh Phú qua sông Lô thuộc dự án nhóm B có tổng mức đầu tư hơn 540 tỷ đồng, có điểm đầu cầu phía thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, kết nối với đường Trần Phú, giao với đê hữu sông Lô và kết thúc tại điểm giao với đê tả sông Lô, xã Đức Bác, huyện sông Lô. Với tổng chiều dài hơn 509 mét, cầu được xây dựng theo công nghệ dây văng đúc hẫng cân bằng, một trong những công nghệ xây dựng cầu mới hiện đại hiện nay. Đây là một cái công trình mà mang cái ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện được cái sự quan tâm của tỉnh xuyên suốt là dành phát triển và đầu tư lại cho người dân. Nông sản của bà con sẽ được bán thuận tiện hơn, tiêu thụ của sản phẩm hàng hóa của huyện sông Lô cũng như là tham quan du lịch trên địa bàn mà tỉnh và huyện đã xác định. Cầu Vĩnh Phú được thông tuyến sẽ tạo điều kiện để nhân dân đi lại thuận lợi, thoải mái thông thương hàng hóa mà không còn lo mùa mưa lũ, nước sông dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy. Cầu Vĩnh Phú đi vào hoạt động không chỉ thuận lợi về giao thông qua lại mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển cho nhân dân dọc đôi bờ sông Lô giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ.